Nếu thời gian chỉ còn lại một ngày thì tôi sẽ ở nhà và dành thời gian đó cho gia đình. Em muốn về và ôm lấy mẹ của em. Cái hành động đó thì em cũng chưa có được thực hiện. Em sẽ muốn đi chơi với bạn bè của em, ví dụ như đi đá bóng, đi ra biển chơi hoặc là đi ăn uống lung tung. Thay đổi lại những hành động của mình trước khi đã làm với ba mẹ, vì những hành động lúc trước không hay ho và làm cho ba mẹ buồn. Em muốn là được trở về gia đình của mình, được có những cái ngày hạnh phúc. Mình sẽ về Huế thăm ba mẹ và thăm các người thân. Buổi sáng hôm đấy em sẽ dậy rủ mẹ đi chợ để chuẩn bị một bữa cơm thật là thịnh soạn. Sẽ mua những món quà nho nhỏ kỷ niệm cho mọi người mà trước đây muốn mua mà chưa mua được.